Nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền: con ơi, con bé này nó đẹp quá. Chắc gì nó thương con thiệt đâu. Tại vì con trai mình hồi đó là đi học, học xong rồi là đi học đại học xong cái rồi xin nghỉ vụ mấy năm về rồi bắt đầu làm tài xế. Tài xế mà tài xế xe cẩu nữa. Mình mấy lúc nào nó cũng nhem nhúa, nó đâu có sạch sẽ đâu. Chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô, còn bình thường nguyên ngày là cái bộ đồ chạy xe. Rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc. Nó quá xinh. Mình nói là: con ơi, trời ơi, con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem luôn. Mà con quen con bé này nó xinh quá. Là con chỉ khổ thôi, đúng rồi. Nhưng mà sau đó là mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm. Là khoảng một thời gian sau á, khi mà gặp chồng, hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay tắt chuông điện thoại. Ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay, và cái người gọi là mẹ. Thì mình mới suy nghĩ là trời, chắc có bồ hả ta. Mới như vậy thì mình cứ theo dõi có một tuần, khoảng 2 tuần sau á, thì gặn hỏi miết thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em. Nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu. Là qua ngày hôm sau em tức lắm, em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn. Trời, nó gan lắm đó. Dạ. Đi một mình nó tới nhà mình luôn để nói chuyện. Đúng rồi, tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng, thì em cũng hơi thẳng tính một chút xíu. Là em chạy thẳng lên nhà mẹ, em dựng xe trước cửa, em chạy vô, em không khóa cổ luôn. Em chạy vô em nói: ủa sao mẹ lại cấm con như vậy với anh Sơn? Em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi, mẹ lại không nói. Tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn. Rồi xong nói xong em lại chạy về. Không đợi mẹ giải thích luôn. Dạ, tại vì mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi. Xong sau đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là: tôi chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này. Xin chào cô. Dạ, chào cô. Ngồi. Chào chị ạ. À. Mời em gái ngồi. Dạ. Wow, hai mẹ con trẻ đẹp quá. Bây giờ thì mình giới thiệu về mình cho khán giả cùng biết được. Mình chào MC Viền Linh và Lê Lộc. Dạ. Chào khán giả trong trường quay. Mình tên là Quỳnh Thị Hồng Nhung. Mình năm nay 49 tuổi. Hiện tại thì mình đang kinh doanh mua bán. Dạ, xin mời chị ạ. Đây là con dâu của mình. Dạ, em chào chú Viền Linh và chị Lê Lộc. Em tên là Võ Thị Diệu, 25 tuổi. Em đang làm bên làm đẹp, dạ, phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Diệu làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 3 năm, hơn 3 năm. Chắc có em bé rồi chứ ha? Dạ đúng rồi, bé của em được 3 tuổi rồi. Trai hay là con gái? Dạ, bé trai ạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó, mình cảm nhận về cô con gái này như thế nào? Cái ngày đầu tiên mà con trai nó chở bé Diệu về nhà đó, khi mà ngồi chơi thì mình nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền: con ơi, con bé này nó đẹp quá. Chắc gì nó thương con thiệt đâu. Tại vì con trai mình hồi đó là đi học, học xong rồi là đi học đại học xong cái rồi đi nghĩa vụ mấy năm về rồi bắt đầu làm tài xế. Tài xế mà tài xế xe cẩu nữa. Mình mấy lúc nào nó cũng nhem nhúa, nó đâu có sạch sẽ đâu. Chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô, còn bình thường nguyên ngày là cái bộ đồ chạy xe. Rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc. Nó quá xinh. Mình nói là: con ơi, trời ơi, con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem luôn. Mà con quen con bé này nó xinh quá. Là con chỉ khổ thôi, đúng rồi. Mà con trai mình là hay lắm, là nói gì nói là mẹ nói sao nói cũng làm thinh, không trả lời một câu nào. Rồi sau bao lâu thì mình làm đám cưới cho con mình? Nó quen cũng lâu rồi nha. Nó quen cũng mấy năm à. Mấy năm luôn. Dạ, khoảng 5 năm mới đám cưới. 5 năm luôn. Dạ. Nhưng mà chị, còn với chị, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng điều gì? Em thấy cái cuộc nói chuyện nó diễn ra bình thường thì cũng như bao cặp mẹ chồng nàng dâu khác thôi. Lúc mà về thì em vẫn nói với chồng là mẹ có phần dễ tính. Nhưng mà sau đó rồi mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm. Là khoảng một thời gian sau á, khi mà gặp chồng, hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay tắt chuông điện thoại. Ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay. Là cái người gọi là mẹ. Thì mình mới suy nghĩ là trời, chắc có bồ hả ta. Mới như vậy thì mình cứ theo dõi có một tuần, khoảng 2 tuần sau á, thì gặn hỏi miết thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em. Nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu. Là qua ngày hôm sau em tức lắm, em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn. Trời, nó gan lắm đó. Dạ. Đi một mình nó tới nhà mình luôn á. Để nói chuyện. Đúng rồi, tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng thì em cũng hơi thẳng tính một chút xíu. Là em chạy thẳng lên nhà mẹ, em dựng xe trước cửa, em chạy vô, em không khóa cổ luôn. Em chạy vô em nói: ủa sao mẹ lại cấm con như vậy với anh Sơn? Em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi, mẹ lại không nói. Tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn. Rồi xong nói xong em lại chạy về. Không đợi mẹ giải thích luôn. Dạ, tại vì mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi. Xong sau đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là tôi chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này. Nhưng mà cô thấy sao cô? Cái lúc mà chị ấy tới, khi đã tới nói chuyện rồi thì lúc đó mình cũng nguôi đi rồi. Dạ. Cái kiểu mình cũng xìu. Rồi cái thôi để hai đứa nó quen nhau đi, mình không cản nữa. Chứng minh được là cái tình yêu của cô gái này đến với con mình là thật. Đúng chứ không phải là gọi là màu mè gì hết ha. Thì nó quen mấy năm thì bắt đầu nó
về nó nói là giờ con đặt mẹ ngồi chỗ này nè. Chứ không phải mẹ đặt con. Đúng rồi, chứ không phải mẹ đặt con ngồi đâu. Rồi sau đó lấy nhau thì về làm dâu sao? Nó giống như lúc đầu ha, có trở ngại gì không? À, khi mà bé này về làm dâu á thì thật sự là mình không ngờ luôn. Không ngờ là một đứa nó còn nhỏ, lúc nó cưới hình như nó mới 19, 20 gì đó hả? Mà lại nó lại khéo, chuyện trong nhà, trong cửa gì, bếp núc gì là ngon lành. Rồi biết tâm lý mẹ chồng nữa chứ. Chắc có lẽ biết ngay từ đầu mình không thích á. Nói là đẹp á, này nọ chắc không vuông véo trong gia đình. Cho nên là về là bắt đầu bao nhiêu tài là đúng rồi, là trổ ra hết được. Từ ngày con bé này về làm dâu nhà rồi là mỗi là lễ nè, dạ, sinh nhật nè, là coi như là đều có qua có quà hả. Chứ được, mình chưa bao giờ mấy chục năm mà chưa ai tặng mình hết trơn á. Rồi mỹ phẩm là mua cho mẹ xài luôn. Hai mẹ con hợp nhau gì nhất? Cứ ra về là rất hợp lắm, mọi thứ đều hợp. Nó tâm lý lắm. Là thường là chị nấu cơm cho cả nhà mình ăn hả? Không, em thì không sống với mẹ. Cứ về thì có nhà riêng rồi. Em hay qua lại với mẹ, nhà mẹ đi thăm mẹ với lại cho cháu gần, ở gần thôi. Vậy thì những cái bữa cơm gia đình có cứ cuối tuần, dạ, chẳng hạn cuối tuần á là mấy đứa nó vô nhà mẹ. Là cô nấu hay là chị nấu? Thường thường là mẹ sẽ nấu. À, nó mua cái gì vô thêm nữa. Em cũng nấu. Tâm lý lắm, nói chung con bé này tâm lý lắm. Nhưng mà sao nó không nấu một bữa cơm nào, những bữa cơm trọn vẹn? Vẫn có nhưng mà nó hơi ít thôi. Dạ, tại vì chồng em cũng bận công việc, mẹ thì cũng kinh doanh buôn bán nên mẹ cũng hơi bận. Dạ. Mình có cảm giác là một cái điều gì mà mình buồn mẹ mình không dám nói ra không? Hình như là em không buồn mẹ mà chỉ có mẹ buồn em thôi. Sao em biết là mẹ buồn? Có một lần á là cái thôi nôi của con của em á, nếu tính ra là cúng ở trên nhà ngoại là chỉ cúng thôi nôi là ngày mình cúng ngày ông, còn khi tổ chức á thì là ngày dương để mời mọi người. Còn khi mà cúng ở trên nhà mẹ đẻ của em trên Bình Dương á thì nó hơi xa nhà mẹ trên này, thì em lại không có báo cho mẹ biết, tại vì mình cũng nghĩ là mẹ bận buôn bán với lại là thêm hai đứa em nó còn đi học mẹ đưa rước nữa, nên là thấy nếu mà mẹ biết tin thì thế nào mẹ cũng sẽ chạy lên, thì mẹ sẽ bỏ hết công việc. Lại lúc đó lại suy nghĩ là thấy nó không hay nên là không báo cho mẹ, nhưng mà chiều đó lại đăng hình lên Facebook. Và trong khi đó là mẹ nói với em chồng của em là em không báo cho mẹ biết, mà trong khi đó là mọi người đều biết hết, là mẹ, trong khi đó mẹ là bà nội mà mẹ không biết, thì mẹ giận, mẹ wow, không nói chuyện với em luôn. Không, em giận nữa. Nhưng mà không la nha. Không, mẹ im lặng luôn. Mà thà la mình đi, mình còn biết đường để mình xử. Thì cũng phải một tuần sau thì mẹ mới ngu giận, tại vì em cũng gặp trực tiếp mẹ và em nói. Mình cũng suy nghĩ cho mẹ chứ không phải là không, là mẹ cũng nguôi. Con dâu này hay cái nè, có chuyện gì nói cho mẹ liền luôn. Ngay cái chuyện đầu tiên chưa làm dâu cũng đã dám nói thì sau này cái đó là cái tính của đúng mẹ. Rồi. Dạ. Như thế thì nó rất là tốt, bởi vì mình cảm giác cái nào mà mình không bằng lòng mình nói với mẹ luôn. Cái nào mình như thế nào nói với mẹ, trao đổi trực tiếp như thế thì nó sẽ không bao giờ có chuyện để bụng đâu. Còn nếu như mà mình cứ nghĩ thôi không nói cuối cùng nó nặng bụng rồi cứ bùng phát là nặng nề lắm. Hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ chưa cô? Kỷ niệm thì nói chung tại vì không có ở chung với nhau đó. Thành ra chỉ những lúc là đi đám cưới hay hoặc là đi chơi thì mẹ con mới có đi chung thôi. Tại vì mỗi người có cái công chuyện riêng hết, suốt ngày tôi nói không có gặp nhau được luôn, cả tuần, nhiều khi hai tuần luôn mới gặp được nhau. Đó, cho nên là nhiều khi đi chơi thì như đi Vũng Tàu đồ thì thấy ai cũng lo tắm, lo ăn, lo chơi, mà con bé này thì nó cứ lui hủi, nó nướng đồ cho cả gia đình ăn không à. Nói chung là không hiểu sao mình ngay từ đầu là mình nói con bé này đẹp thì mình sợ nó sẽ không có chu toàn được mọi thứ. Tại thường thường ta nói nó đẹp quá mình biết làm cái gì. Nhưng mà khi nó về làm dâu rồi mình mới thấy là chắc có lẽ là chị xui ở bên bệnh cũng có dạy, cho nên là nó bước về làm dâu gia đình mình thì nó đã coi như là nó hay, nó mọi mặt hết á. Em thấy em thương mẹ em, mà có đôi phần em thấy nhiều em làm mẹ ruột của em buồn luôn á. Giống như là nhà gần mà thì lễ Tết hay này kia thì em giống như là em lại tặng cho mẹ trước chẳng hạn đi. Rồi cái mẹ ruột em á thì lại biết cái kiểu mà hay nói chơi thôi, là trời ơi, nhiều khi thấy còn thương hơn tao nữa. Nhưng mà thật sự ra thì thương hai mẹ như nhau. Như vậy thì quá tốt luôn ha. Cách chăm sóc con cái thì sao, có hợp nhau không? Cũng hợp, là nói chung ra là thời đại giờ chăm con cái kiểu như là bây giờ chứ không phải như hồi xưa. Mình thì sống là kiểu cũng như hiện đại, thành ra cũng không đến nỗi mà. Nhưng mà chồng cũng còn trẻ rồi, mẹ chồng cũng còn hiện đại, chứ gặp có những mẹ chồng lớn đó, thì cũng hơi khó, phải chăm sóc theo cách của mẹ chồng. Có bao giờ la nó gì về chuyện nó chăm con, nó không chăm sóc cho con kỹ lưỡng không? Không, nó kỹ lắm, nó còn kỹ hơn tôi nữa. Nó kỹ dữ lắm. Cho nên á hả là không nói thiệt, mình nói ra người ta nói mình á thì nó tốt con dâu quá, chứ thật ra thì nó cũng dung dáng lắm. Mà từ hồi nay mấy năm rồi chưa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ mà nói là chẳng hạn như cái nhìn khó chịu cái thôi.
chứ đừng cho chị nói kiểu nhìn nhìn khó chịu thôi. Mình cũng không có đó thật. À, tại vì cái gì hai mẹ con đôi khi cũng giống là mình nóng nhưng mà mình kìm được. Tại vì con bé này nó trẻ, nó nóng nó không kìm được thôi, chứ mình nóng thì mình kìm được. Cho nên cái gì cũng ấy là kêu nói thẳng liền. À, không có để trong lòng. Cô dâu nóng tính hả? Dạ, em nóng tính lắm. Cái kiểu là phải có chuyện gì đó thì mình mới nóng thôi, chứ không phải là kiếm chuyện hay là vô cớ nóng. Có giờ nóng trước mặt mẹ chồng chưa? Dạ, chưa bao giờ. Nóng với mẹ chồng chưa bao giờ. Khi mà nóng với chồng thì có. Cái chuyện mà nóng với chồng là chuyện bình thường. Thật chất mà nói thì cái chuyện ai cũng nóng tính, vấn đề là chúng ta kìm như thế nào thôi. Bởi vì khi mà đụng chuyện thì cũng khó lắm. Vấn đề là cách đối nhân xử thế trước mặt mẹ chồng, người ta hay gọi là giận cá chém thớt á. Đôi khi mình nóng chồng mình la sùm trước mặt mẹ chồng, mình nóng con mình la sùm mình đánh con trước mẹ không chồng. Không bao giờ, em cái không này bao là giờ. Không nên thôi. Còn chuyện nóng tính thì chuyện nó chỉ giống như là ở rồi. Riêng thì em có nóng tính trong thậm chí với chồng luôn. Thì chỉ ở trong phòng thôi chứ không nhiều bao lúc giờ nóng mà... thì mình cũng nghe em nó nói lại thôi, là có nghĩa là nhiều lúc vui vui cầm gì phang cái đó vậy thôi. Chứ giữa mẹ chồng nàng dâu chưa có một điều gì nó mâu thuẫn trực tiếp với nhau đúng không? Dạ chưa bao giờ. Để xem coi chồng em có nói điều gì không nha. Bây giờ chỉ trong con trai nói gì đây nè. Trai sống khép kín lắm. Ngày được vợ báo tin mà tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu á, mình cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà mình cũng cảm thấy vui. Vì thông qua chương trình này nữa thì mẹ mình và vợ mình lại được hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đầu thì hai mẹ con có thể là chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng mà dần dà về sau thì mình thấy hai người càng hiểu nhau, càng quý mến nhau. Điều đó làm cho mình rất là vui. Thì mẹ và vợ mình nói chung là hai người rất là tuyệt vời. Không, đối với mình thì không quá hoàn hảo, không còn phải có ý kiến gì nhiều. Nhưng mà thì thông qua chương trình thì cũng xin gửi đến mẹ và ba mẹ hai bên lời chúc sức khỏe, chúc vợ ngày càng xinh đẹp, gia đình mình ngày càng hạnh phúc và sớm mong có thêm thằng nhỏ nữa. Bây giờ la nó cũng không trả lời, thành ra mình cũng không biết là nó có nghe mình hay không nữa. À vậy đó, cho nên là hôm nay lên là cũng chủ yếu để nghe cái clip này nó nói những gì. Nó nói vậy thấy làm sao? Thì nói chung nó nói vậy thì thấy là gia đình nó cũng hạnh phúc rồi, vậy thì mình cũng mừng. Nó mong vợ nó đẹp nữa ra đó, mà đẹp nữa thì có nhiều người gọi là theo đuổi dòm ngó, là cái lúc đó chồng nó ghen nữa là mệt lắm á. Thực sự em cũng chả có đẹp gì đâu mà mẹ lại suy nghĩ như vậy thôi. Thì bây giờ nói chung ra là có dâu đẹp á thì cháu nội mình nó đẹp. Dạ. Cháu nó như tây vậy đó. Ý là mẹ chỉ muốn chị đẻ con nữa. Con trai cũng sói ca lắm mà, nhìn cũng thư sinh lắm á. Linh nghĩ rằng cái tình cảm của mẹ chồng nàng dâu á càng ngày càng đậm đà hơn, yêu thương nhau nhiều hơn tốt, và chúng ta cứ phát triển như thế. Rồi, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu đã đến tham gia chương trình. Hai mẹ chồng ôm nhau cái nào. Mong muốn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, những tương lai có thể mình chia sẻ với nhau trong lúc này. Bây giờ là mẹ chỉ muốn là con thứ nhất là bớt nóng tánh vậy đi ha, để cho gia đình con là im ấm hạnh phúc. Mà gia đình con im ấm hạnh phúc là mẹ vui rồi, chứ mẹ không cần gì hết. Tại vì con làm dâu mẹ bao nhiêu năm con biết tánh mẹ rồi. Con mẹ tuyệt vời quá, thì con chỉ không có muốn gì hơn là chỉ muốn mẹ dành thời gian cho bản thân mình hơn. Dạ, bớt lo lại cho gia đình một chút xíu, tại vì em chồng thì nó cũng đã lớn hết rồi. Mẹ lo toan trong gia đình quá. Đâu mẹ tham việc quá. Tham việc quá. Cảm ơn hai mẹ con tham gia chương trình, một kỷ niệm gửi tặng gia đình ha. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cô đó là tên là Nguyễn Thị Hiền. Cô năm nay được 59 tuổi. Hiện sống ở Đức Linh, Bình Thuận. Dạ, chào hai MC, chào khán giả. Em là Bùi Thị Thu Hòa. Năm nay em 28 tuổi. Em sống tại ở quận Bình Tân. Hiện tại là mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi chị? Em làm dâu của mẹ được 2 năm. 2 năm, cũng mới đây thôi ha. Cô ơi, cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai cô á, cô ấn tượng như thế nào? Thì hồi cũng với hai đứa nó quen nhau. Rồi nói chung là bé đây nó cũng có một đời rồi, cũng có một đời chồng rồi. Nhưng mà nó giấu, thằng con trai nó cũng giấu. Nó nói là má ơi, để cho con dắt bạn con về. Thì vậy là mình cứ nói thì con cứ dắt đi. Thì lúc đầu thì dắt về, nó không có nói là bé đã có gia đình rồi. Lần sau nữa nó mới đi về. Nó về là điện về, nó nói thôi giờ con nói thiệt với má là con cũng quen với con bé Hòa đó, nó có gia đình rồi. Nhưng mà má cho con dắt về nha. Rồi cô mới nói là thôi con cứ dắt về thử coi, ba má coi thử như thế nào. Rồi cái là nó đưa về. Tôi hỏi là con có con chưa. Bé này nói dạ, con cũng thưa thiệt với bác, con cũng đứa có, một đứa con là 3 tuổi rồi.
Đó, bây giờ thì nếu mà bác đến thì con gửi con về cho mẹ con. Thì là tôi nói là không, nếu như vậy là bác không chịu đâu, mẹ đâu thì con đó. Chứ đừng có làm như vậy tội nghiệp với đứa nhỏ. Đứa nhỏ lúc nào cũng phải cần tình thương mẹ. Hay quá. Cô thấy con dâu cô tính tình thế nào, có hợp với mình không? Nó thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời. Cũng lo cho bà mẹ chồng rồi chu đáo. Từ miếng ăn đến giấc ngủ hay là chắc gì đó thấy cũng được. Vậy sống qua là 2 năm thì thấy tính tình nó cũng được. Nhưng mà có cái tính là hơi nóng. Chút xíu mình sẽ nói chuyện nóng sao ha. Chị ơi, cái ấn tượng đầu tiên của chị đối với người mẹ chồng của mình á như thế nào chị? Dạ, thật ra thì lúc đầu là chưa có về. Chưa về thì lúc đó hai đứa em cũng đi dạo chơi ở ngoài đường thôi. Thì chồng em mới nói là lúc đó kêu để đợi xíu anh gọi về cho má đã. Tối nào cũng gọi về hỏi thăm, nói chuyện cho má đỡ buồn á. Nói má ơi, con có quen nhỏ này nè, mà giờ nó có chồng, nó ly dị rồi được không? Thì lúc đó nghe qua điện thoại là má kêu chứ mày có điên không mày? Biết bao nhiêu đứa mày không quen, mày nghĩ sao mày mới lớn mà mày đi quen nhỏ có chồng rồi chi vậy? Nói tới đó cái chắc là ảnh mở loa biết mình nghe rồi. Cái anh kêu thôi mệt mới quá cái tắt máy. Cũng lâu sau cái anh nói thôi đi về nhà chơi đi. Về nhà anh chơi đi. Má anh hiền lắm, không sao đâu. Mình nghĩ trong bụng kêu bà nào mà không hiền, con trai của bà nào cũng kêu má mình hiền hết á, chứ đâu có bà nào là dữ đâu. Về thì mình cũng nói chung cái tâm lý là mình cũng đã có một đời chồng rồi, thì cũng làm dâu rồi, thành ra cái tâm lý là mình cũng biết là người ta cũng mưa mình đâu, thành ra cứ kệ mặc kệ, cứ buông á. Được cái là lúc đầu thì má không thích hay có thích thì mình không biết, nhưng mà không có tỏ vẻ ra là mình hằn học hay mình ghét hay là mình biết là con đó nó có gia đình rồi mà bây giờ mình không ưa thì mình cứ nói thẳng ra hay gì đó. Nói chung là không có tỏ vẻ gì hết, nói chung thấy cũng dễ thở. Cô cảm giác là đây là một con dâu có cá tính không? Hồi mới gặp á, ba nó nói sao chưa cưới mà sao bà không kêu nó dậy lo cơm nước rồi hay là thứ gì tập lần đi. Rồi mới nói là thôi kệ nó đi ông ơi, nó lâu lâu nó về một bữa thì thôi cho nó ăn ngủ thoải mái đi. Công việc mình hàng ngày mình làm mình cứ làm thì để con nó ngủ. Vì nó cứ ngủ miết rồi là dậy xong nó thấy trời khoảng 9 giờ rồi. Con ơi dậy đi, con ăn cái gì má đi chợ mua nó cho con ăn. Dạ. Thường quá. Nhưng mà ăn xong ai rửa chén? Ăn xong rồi thì nó ra nó rửa. Nó rửa rồi là thôi con đi lên con chơi để bác rửa cho. Cởi lên luôn. Lên luôn. Rồi. Từ đầu cuối má làm hết. Hay quá. Nó cũng vô tư. Má biểu sao là nghe vậy à? Không, nó thôi má cứ lên đi để cho con làm. Không có. Nó thôi. Dạ không. Má biểu sao thì nghe con vậy. Con phải vô tư. Mà có cái về nè, về dưới thì xài nước giếng mà lúc mà con về đó thì hình như là mới có máy bơm ở đây thôi, máy bơm lên thôi còn chưa. Hồi trùng sách tay đó, hồi đó thì sách tay mới đây thôi, thì sách giếng lúc đó kéo kéo mình kéo kéo, kéo kéo mình chẳng biết kéo sao hết trơn á. Rồi bỏ cho má kéo luôn rồi thì má muốn làm gì. Trong lúc ở chung như vậy thì có những cái mâu thuẫn nó phát sinh ra không? Anh nghĩ rằng với một người cá tính như em mà nếu như mẹ mà không có nhường nhịn thì chắc cũng dễ có nhiều cái mâu thuẫn lắm á. Dạ mâu thuẫn thì không có mâu thuẫn á, nhưng mà có cái là như vậy nè, ví dụ như con thì con coi giống như là mẹ ruột rồi. Mình nói gì hay làm gì mình không nghĩ, mình cứ nghĩ là mẹ mình, cứ nghĩ là người thân của mình, là không có nghĩ là má chồng nữa. Như lúc trước thì mình khép nép ăn nói hay là bất cứ cái gì á, là ý là mình cũng sợ. Còn bây giờ thì từ khi mà gặp được má thì mình thấy là không có gì kêu là có khoảng cách. Đâm ra cái tính mình thì nó nóng tính, nhưng mà mình nghĩ đơn giản quá thì mình nói ra làm cho bà buồn. Thì thấy bà khóc của mình cũng khóc theo. Nóng tính nhưng mà được cái là cũng nóng tính nha. Cũng nóng quá coi nào nó la mẹ chồng không bác? Có. La luôn. La luôn hả? La luôn. La sao? Nhiều lúc đó là thí dụ mình lau nhà. Nó lau nhà nó kêu má, có đồ nãy cái đó mà chưa sạch, nó kêu chưa sạch tao lau lại. Đó. Cái nói sao trời. Cái kêu thì đó thì má chưa sạch bây giờ má lau lại đi. Đó, nó la mình vậy á. Còn có vụ mà ví dụ giặt tả cho em bé thì mình đổ xà bông ra mình giặt 4 nước rồi cái bữa đó là sao không biết,
nó cầm ra nó nói ơi cái áo này cái khăn này hơi dơ, cái rồi nó tao sáng tao giặt máy nước rồi mà trời hơi dơ, cái nghĩ thì cũng buồn, nghĩ buồn mình nghĩ là mình có 8 đứa cháu rồi mà mình giặt giũ thì mình lo cho con cho dâu cho con gái mình nữa, mà sao là không đứa nào nó nói mình, sao bữa nay mình giặt đồ cho nó là nó nói mình dơ. Có nào dâu la rồi giận bỏ về không? Đó có chứ. Có luôn. Có luôn. Hồi đó giờ con nghe chuyện mà mẹ chồng la con dâu giận bỏ về. Lần đầu tiên mới nghe chuyện mà con dâu la mẹ chồng giận bỏ về. Lạ thiệt á. Tức là cô cái nói thôi, mày nói tao chơi rồi thôi, để mày giặt đi. Bữa khác mày giặt, tao không giặt nữa. Cái bắt đầu khách khách về. Khách về chứ kia thôi mày ở đây mà lo cho con, cho cháu mà giờ con không ý, con không ưng thì thôi má đi về. Cho nó nắm cái giỏ nó kéo lại. Nó nói thôi má, con lỡ lời thôi, con xin lỗi má. Thôi má ở lại cho con đi, má đừng có về. Ủa khóc luôn. Khóc luôn, khóc lầm lầm luôn á. Cái có thằng chồng nó hơi nóng, mà nó với chồng nó mỗi lần mà gây lộn là mình sợ. Mình sợ mình nói là thôi con ơi, má hồi nãy má nói vậy đó, thôi bây giờ thôi má ở lại, thôi má không khóc nữa. Mà lát nữa Long nó về nữa thì con đừng có nói gì, cũng chuyện gì không có xảy ra. Để lỡ lỡ luôn hai vợ chồng nó qua nó lại. Mà nó nóng lên thằng kia nó nóng là hai đứa đập được. Trời ơi đập đập luôn rồi mình cũng sợ, mình bệnh yếu tim mà đó. Có nào nó đập đồ, hai chồng đập đồ trước mặt mình không? Có luôn. Luôn đó cô dám cản không? Cô đứng vô, cô nhảy vô, cô đứng ngay ở chỗ đập. Thôi mày đập tao rồi đừng đập đồ. Đồ mày đập đi thì tụi bay phải sống thôi. Thì thôi giờ con thương má, ông cứ nói kêu thương, con thương má nhiều lắm. Thương má thì thôi con bớt, bớt lại, bớt cái tính nóng lại. Má vô đây cũng vì con, vì cháu mới ở. Thì thấy vợ chồng hạnh phúc, nói chuyện đứa lớn, đứa nhỏ, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe là có đó là hạnh phúc, điều má mong muốn nhất. Thì má sẽ ở lại cho tụi con. Còn nếu mà tụi bay làm vậy thì tao đi về. Thằng nghiệp bà già quá rồi. Một cái chuyện hết sức là nhạy cảm đó là con riêng của em ở chung nhà đúng không? Dạ. Vậy thì cái chuyện mà chăm sóc con cái gì đó có đồng quan điểm hay không? Má con á thì ở dưới quê á, mỗi lần lên á thì đa số là bà chăm đứa lớn, là đứa con riêng của em. Còn cái con bé mới đây á thì nó mới được có 4 tháng. Nhưng mà có những cái như má góp ý á thì có những cái hợp lý thì con vẫn theo. Còn có những cái nó không hợp lý á thì con vẫn gạt ra, con vẫn nói là cái đó không được. Ví dụ như mình nói không được nhưng vẫn giải thích cho má là ừ như vậy không được, như kia không được. Cái tình cảm giữa hai bà cháu như thế nào? Bao giờ nó có xảy ra một điều gì không cô? Có một lần mẹ nó thường thường ở dưới, ba nó ở dưới hoài á, lo cái thể hình. Rồi chiều chiều á là cô phải có cái trách nhiệm là cho cháu ăn. Mà bữa đó cháu nó nghịch quá. Nó kêu ăn cơm mà ăn cứ cái điện thoại với tivi dòm miết. Mới nói là thôi con lo con ăn cơm đến rồi, rồi mẹ con lên mẹ con dắt con đi học. Nó không chịu bướng. Cái cô mới dọa, cô cầm cái điện thoại lên cô dọa nó. Cô nói là không, con không ăn cơm thì bà nội điện cho cha với mẹ lên quýnh con. Nó nghịch quá, nó lấy điện thoại nó chọi bể luôn, bể cái màn hình luôn. Nó chọi xong rồi nó biết nghĩ, nó kêu bà nội con lỡ rồi. Thôi bà nội đừng có nói ba mẹ con nghe, con xin lỗi nội. Thì nói vừa xong là mẹ nó vừa vô, mẹ nó nói sao con khóc vậy. Nó kêu con đập điện thoại bà nội mà con xin lỗi bà nội rồi bà mẹ. Nó nghe mẹ nó kêu sao vậy má. Thì vậy là cô cứ kể lại hết là sự tình như vậy đó. Cái bắt đầu tức quá, tức quá cái nó quýnh con nó. Nó quýnh con nó là mà mình thấy như vậy đó, quýnh con nó thì thấy đau lòng thôi, nó lỡ rồi thì thôi thì bỏ đi. Nó quýnh quá cái nói nó không nghe cái tức quá cái đòi đi về luôn. Đôi khi mình đánh con mình trước mặt của mẹ chồng giống như những người lớn tuổi người ta hay nói là một cái sự dằn mặt á. Dạ, đánh lại. Đánh lại thì nói chung cái hôm cái đợt đó đó là lúc đó là con cũng đang bầu thì lúc đó cũng rất là mệt nữa. Tối về đó thì nghe như vậy cũng tức rồi cái đánh nó. Mà mình có cái là khi mà mình nói những cái gì mà mình là lúc mình đang bực bội á là mình không bao giờ mình kiềm chế, mà mình không có nghĩ được lúc đó là mình nên xin lỗi hay gì hết. Thì mình bà kêu về thôi, cũng để cho bà về luôn. Mà rồi cái mẹ con vẫn vui, má vẫn hiểu là có cái tính của mình á là như vậy rồi. Nên là rồi má cũng không có buồn. Rồi, để xem chồng của em sẽ tâm sự gì với hai mẹ con nha. Cái câu chuyện làm cho mình khó xử nhất là nhiều lúc thì về quê, hai vợ chồng có nhiều lúc về quê chơi, anh em về nhà chơi thì cũng có mâu thuẫn với cãi lộn với anh chị, lúc đó cũng có ba bà mẹ
mà em cũng thẳng thắn nói chuyện to tiếng với anh chị, làm cho mẹ với ba cũng buồn và anh cũng buồn lắm. Những lúc mẹ lên chơi á thì mẹ lên nấu cơm hay là làm gì bất cứ cái việc gì của mẹ với những cái gia đình mình á, nên em đừng có như mẹ cứ có sai làm sai hay cái sai sao á, thì em đừng có la mẹ hay gì á, cứ để cho mẹ mình cứ để im đi. Như những lúc mẹ nấu như nấu cơm nhão hay trái nấu ăn hay quên nên mẹ mình thì nhiều lúc cũng đôi khi chứ nhớ không còn hay không nhớ gì á. Những lúc mẹ cứ có dạy thì em đừng có la mẹ đi, làm anh cũng khó xử cái chuyện đó nên anh cũng không dám, anh cũng không nói em. Nói chung là la thì nặng quá. Nói lớn tiếng hả con? Nếu mà nói la thì đánh nó sai. Còn này ví dụ như mà má nấu mà dở là hay nói trời má nấu dở quá. Nói luôn vậy đó hả? Dạ. Mình hay vậy, hay là bữa nào mà má nấu cơm chưa sống á thì đó má nấu cơm có 9:30 à. Lúc mà con dâu nói vậy á, cô thấy sao? Hồi đó con buồn. Buồn cái nấu cho mà ăn bị chê quá à. Bữa khác nấu đi. Nói vậy rồi bữa sau cũng nấu thôi. Ê, bây giờ mình xem ông xã của em mong muốn thay đổi điều gì nha. Mình mong muốn vợ mình á đừng có lớn tiếng quá. Đừng có thẳng thắn rồi nói chuyện to tiếng với gia đình, anh chị hay ai cũng vậy. Mong muốn em thì bớt cái tính nóng lại và hay la con, nói mẹ những câu nói khó nghe. Nhiều lúc mình muốn vợ về chơi với gia đình để cho nó sung túc nhau, mỗi lần về cũng không được vui. Nhiều lúc mình muốn về quê lắm để cho mẹ vui, mà nghĩ lại vợ về thì lúc nào cũng có chuyện hết nên buồn, cũng không, nhiều lúc cũng không muốn về quê lắm. Còn mong muốn với con với mẹ là mong muốn mẹ hiểu vợ con nhiều hơn. Tại vợ con có tính hay nóng tính, thẳng thắn nói thẳng, nên mẹ đừng có buồn. Mong mẹ hiểu hai vợ chồng con và mong muốn cho mẹ lên sống chung với tụi con. Nhiều khi vợ chồng con mua gì cho mẹ ăn thì mẹ cứ ăn đi. Mua đồ hay cái gì cho mẹ mặc hay sắm sửa cho mẹ thì mẹ cứ nhận đi, chứ đừng có tiết kiệm quá. Thì vợ chồng con giờ có điều kiện rồi, lo mẹ được ngày nào thì mẹ cứ hưởng ngày đó. Thấy ông chồng nói vậy á, em thấy như sao? Dạ đúng. Đúng. Con muốn thay đổi gì không? Nói chung là cái tính thì hồi giờ đó là vậy rồi, cho nên muốn thay đổi liền chắc cũng khó. Nên là quan trọng là từ từ, thứ nhất, thứ hai nữa cũng hiểu nhau thì nó dễ. Cũng biết là mình thẳng, mình nóng nhưng mình không có gì. Thành ra chính vì vậy mới được má thương. Nãy chồng có nói là nhiều khi muốn về quê lắm, nhưng sợ gì về quê nhiều khi em nóng tính quá xảy ra nhiều chuyện không hay gia đình. Thì cái điều này là nghĩ cũng phải thay đổi sớm, bởi vì lâu lâu phải về quê thăm ông bà, cha mẹ, rồi anh chị em, mà về thì nó gây ra chuyện đó, chồng không về luôn cũng tội nghiệp chồng, đúng không? Nói chung là mong á, má thì không có gì xấu, má tốt hoàn toàn hết. Nhưng mà như mà chị nói đó là khi mà má lên á, mình mua sắm bất cứ gì ngon, từ đồ ăn cho tới quần áo, thì má hay tiết kiệm, không ăn hay là không mặc. Rồi ví dụ như có những cái tour du lịch đó là nó rất tốt để cho ba má đi nghỉ dưỡng, nó cũng không đi. Sao cô không đi cô? Đi sợ con nó tốn kém. Nó mua rồi mà.
Nó mua rồi lỡ rồi thì ngày ra nó kêu lần này mới đi như lần khác con nó mua. Đi mình tốn kém, kêu thôi cái thời gian tiền bạc đó con để lại con lo sửa rồi cho em. Thôi con cháu nó đủ điều kiện, nó cũng thể hiện cái tình cảm, cái tình thương của mình cũng đi không sao, nếu mình không đủ điều kiện chắc nó không lo đâu. Ha, cô cũng nên đi để mình hưởng thụ tuổi già chứ. Cô mong muốn điều gì với thay đổi con dâu mình không? Cô thì cô muốn hồi nãy thì cô cũng đã nói rồi. Mong muốn nhất á là một điều nhất á là cũng như vợ chồng nó ít cãi lộn lại, ít nói qua nói lại là một bớt cái tính nóng lại, cũng như là bớt nói lớn á, nói là con người mình đàn bà, mình con gái á đi làm vợ thì mình phải nhỏ nhẹ, ăn nói cho nó giản dị hả? Cái chồng. Đó là điều mong muốn nhất, rồi là nữa là cho vợ chồng được hạnh phúc. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thôi nãy giờ mẹ chồng nói vậy đó, em có hứa gì với mẹ không? Dạ hứa là sẽ thay đổi nhưng mà chắc phải thời gian dài. Thôi hứa với con dâu của vợ chồng nó đi, nửa mình đi. Đi du lịch. Dạ đúng rồi. Dạ ngang má hứa là thôi giờ ba má cũng già rồi thì con cứ đi tới đi ba má chơi luôn. Đó đúng rồi. Đó như vậy đó, đó cái này. Dạ đúng, đúng rồi. Đã lên TV rồi hay là hứa cái gì là phải thực hiện. Đúng cái rồi. Đó. Hai mẹ con ôm nhau cái này nào. Hy vọng trong thời gian sớm nhất thì con dâu sẽ thay đổi bớt nóng tính đi. Thằng mẹ chồng thì nãy hứa rồi, đi chơi chơi tới đâu mẹ đi chơi tới đó. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình, chúc cô thật nhiều sức khỏe, chúc hai vợ chồng hạnh phúc nha. Dạ dạ. Chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào MC Lê Lộc. Tôi tên Võ Thị Kim Liên, sinh 1966, sống ở tại Tây Ninh. Em chào MC Quyền Linh, chào chị MC Lê Lộc và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Văn Châu, em sinh năm 1988 và quê của em là Bạc Liêu. Bạc Liêu làm dâu Tây Ninh. Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ được 3 năm rồi. Những ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai mình á, cô có thích không? Hay là có ấn tượng gì không? Hay là không thích điều gì? Ngày đầu tiên con trai dẫn về. Dạ. Thấy bé này cũng dễ thương. Thì sống ở thành phố mà về đó thì cháu nó làm mình thấy cũng gọn gàng lắm. Mà ăn mặc rất là bình dân. Thấy ấn tượng liền hả? Cũng mới hỏi bạn gái của con nó về nó về nó cho vậy. Chứ mà mày thấy như thường thường có giống như diễn trong cải lương không con? Ồ chị là bên cải lương hả? Dạ. Sợ vậy á? Cũng sợ, con nói nhiều khi nó diễn xuất vậy chứ. Nhiều khi ngoài đời thì nó khác nữa. Cái ấn tượng đầu tiên của chị á, dành cho mẹ chồng những ngày mà đầu gặp nhau á, ấn tượng đầu tiên á thì trước khi được về nhà thì ông xã cũng đã nói rồi, ông Thắng nói là mẹ khó tánh lắm, cái mình cũng sợ chết mồ không biết khó tánh làm sao đây không biết nữa, giống như mấy bà già xưa không biết nữa. Cái xong cái về cái thấy lúc đó mẹ thì cũng im im, ít có nói lắm, tại vì chưa có thân, chưa có quen. Cái mẹ ít nói, cái mình cũng sợ. Nhưng mà khi mà ở lại chơi mấy ngày, cái mẹ cũng tạo điều kiện cho mình nói, rồi hỏi thăm gia đình rồi này kia vậy đó, để tạo điều kiện cho mình nói chuyện, rồi mình gần gũi với gia đình vậy đó. Cho nên thấy mẹ cũng dễ gần mà, đâu có gì đâu mà khó. Thì ngày đầu tiên dẫn về thì nói thì cô rất là thích, tại vì cái máu của cô nó cũng đam mê vậy. Ồ, thì mẹ chồng nàng dâu chắc có lẽ cũng có bao giờ hát chung chưa? Thỉnh thoảng đâu giờ mình vô mình làm bài song ca cho nó sơm tụ ấy. Song ca giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu. Như bức hòa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò giọng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hàng lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rồng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Dạ. Quá. Hay quá. Vô câu kể luôn cái coi. Vô câu đi con. Nên con muốn mượn chút hương sen ngạt ngào bay trong gió, dâng đến mẹ yêu thương bằng cả trái tim.
Hát hả? Thôi không. Được không? Thôi có nào dạy mẹ chồng hát cải lương không? Dạ, cái đó thì con chưa có dám. Chưa dám thì chỉ mẹ chồng gì đâu, thường mà. Vậy mà hai mẹ chồng với thằng dâu hát chung lắm ha. Dạ. Có lẽ chắc cũng hợp ha. Dạ. Hợp nhau về chuyện ca hát thôi. Còn nhiều chuyện còn cần phải nói nữa đúng không cô? Làm dâu sao cô? Nó giống như lúc đầu gặp mặt không? Những ngày làm dâu á, đầu tiên cũng giống luôn. Giống dâu, ra gì diễn trong cải lương? Không phải diễn, giờ là tốt rồi. Sợ lúc đầu mấy ngày đầu về nó diễn à. Tới dựng về làm dâu nó khác xa là mệt lắm ha. Đúng rồi, tại vì con để thấy là bà mẹ chồng hay định kiến con dâu làm trong nghệ thuật á. Sợ là con mình sẽ bị khổ này kia nọ đó. Hai mẹ con hợp nhau về song ca rồi đó. Còn hợp về cái gì nữa không chị? Hai mẹ con hay chở nhau đi mua vải và may đồ. Con cũng là thợ may. Ôi trời ơi, giỏi quá vậy. Dạo dạy là dâu may hay sao? Dâu may. Chù hay quá nha. Tại vì có cái những điểm gì mà hai mẹ con không hợp với nhau không? Không hợp nhau thì chắc cũng có đó. Ví dụ như là khi mà sanh thằng bé ra thì lúc đó mới bắt đầu có những chuyện mà không hợp. Nhưng mà cũng ít lắm. Ví dụ như là cái tánh của mình á, thì mình thích mua đồ cho con. Đi ra chợ mà mình thấy đồ nào mà đẹp cái mình mua về cho con. Cái bởi vậy cách khoảng chừng 3 ngày, 4 ngày cái mình mua một lần. Cái hễ mỗi lần vậy cái bị mẹ la. Mẹ nói mau lớn dữ lắm, mua chi mà mua dữ vậy con. Để mai mốt mà nó mặc chật uổng. Kiểu dạng như mẹ sợ mình tốn kém, với thêm cái là sợ cháu nó lớn nhanh quá, nhiều cái mua mà chưa có kịp mặc nữa là nó chật mất tiêu rồi. Cái mẹ la. Nhưng mà những cái lúc đó cái mình nghĩ không tới á, cái mình buồn, mình nói là sao mà mình mua rồi bị mẹ la như kỳ vậy. Mấy bà già xưa đó là hay mâu thuẫn với con dâu, cái chuyện mà sanh ở cử này kia đó, có bắt con dâu phải gọi là nằm than này kia hay gì không cô? Không, con không có nằm than nữa, con phải đắp tàu trên mặt á. Phải hơ đắp lá tàu mặt cho mắt nó khỏi sưng. Đắp lúc hoài đó hả? Trong vòng một tháng mà vẫn mười mấy ngày phải lên mới hơ lận. Con dâu nó cũng khó chịu, thằng nó cũng khó chịu chứ. Tại từ giờ nó chưa có làm chuyện đó, nó nghe nó cũng ngột ngạt nữa. Thì lúc đầu nó cũng nghe lời, mà không biết là trong lương tâm đó là nó có buồn mình không mình không biết. Chứ mà nó cũng phải nghe. Tại vì nói là con người của con chúng, con sanh đẻ rồi con ra ngoài mà con xấu là không có thể lên sân khấu mà để hát ca nữa. Mọi người ta cười. Thì con dâu nó sợ. Không biết nó sợ nó làm hay là nó nghe lời mà nó làm đó mình cũng không biết, mà nó vẫn làm. Rồi em phải làm hay là em có buồn điều gì khi mẹ hay là sợ mẹ phải làm? Dạ cả hai. Tại vì em vừa sợ bị cái hậu sản sau này á, rồi một phần là do tại vì mình chưa có biết, cho nên là mẹ nói gì thì mình cứ nghe. Chứ mà em thắc mắc là những cái việc đó là như thế nào chị? Là giống như là khi mà ấy là có một cái lò than như vậy nè, cái xong cái đốt than lên, rồi xong cái lá trầu á, cái lá trầu không của mình á, cái để vô vậy nè cho nóng lá trầu không, rồi sau đó cái hơ lên trên mặt, rồi hơ lên trên mắt để sau này cho nó đừng có bị sưng á. Rồi ngoài cái việc đó rồi mẹ còn phải bắt mình làm thêm cái gì trong lúc sinh nữa không? Có, mẹ bắt nhiều lắm. Mẹ bắt xong rồi mẹ bắt kiêng cử, ví dụ như là không có được uống nước đá, rồi không có được ăn đồ chua, hoặc là không có được tắm, mà không có được gội đầu nữa. Trời ơi. Không được tắm bao lâu? Dạ một tháng. Trời ơi. Vẫn xong. Nhưng mà vẫn xong. Không cho tắm tháng luôn. Vẫn tắm được chứ sao, lý do sao không tắm cô? Tại mình mới sanh dậy thì cái chân lông mình nó hở ra. Tắm trong cái nước thấm nước vô đúng không? Chứ mà hàng ngày vẫn xong rồi lao rồi nó vẫn sạch bình thường. Xong mồ hôi ra nó rít rít nó khó chịu lắm mà không tắm. Rồi lao chứ. Vậy em có bị áp lực không? Dạ, lúc đầu thì cũng cảm thấy khó chịu. Tại vì người ngọm mình nó không có được sạch sẽ. Nhưng mà mẹ nói là nếu như mà tắm nhiều quá thì nó sẽ bị sau này bị bệnh. Vì em cũng sợ thôi, cái em ấy em nghe lời mẹ, nhưng mà ví dụ như mà những cái lúc nào mà em chịu hết nổi ha, lén gì đúng không? Em lén vô toilet. Lén vô toilet cái em nhúng cái khăn vô, cái em vắt cho nó khô, cái em lao người em. Mẹ em kỹ lắm nha, mẹ em gình luôn á. Em ngồi trong đó mà hơi lâu một chút là mẹ hỏi chứ: "Châu, tắm hả Châu?" "Đâu có mẹ, con đâu có tắm. Con đi toilet chứ đâu có tắm." Mẹ chồng thương con dâu tới mức vậy luôn ha. Hai người có khi nào phát sinh một cái mâu thuẫn nào mà không giải quyết được không? Khó giải quyết không?
cũng có một hai cái chuyện nhỏ thôi, cũng như cái vấn đề đi mua sắm cho con mà lạ hoài vậy, đâu không giống có gì trơn. Chuyện mà nuôi con thế nào cũng xảy ra, con cháu nuôi thế nào cũng xảy ra chuyện đó hả? Thì nuôi con á thì bây giờ cháu nó được 22 tháng, thì hai chồng hay đi lắm, hai chồng hay đi làm mà vất vả, nhiều khi làm nghệ thuật mà ban đêm cũng vẫn đi ôm con theo, nhiều khi ở dưới Vũng Tàu hay là ở trên Đà Lạt hay là đi các nơi khá xa nữa cũng vẫn ôm con theo. Thì bà nội thì thương mà nói bây giờ đem về cho mẹ nuôi, thì thỉnh thoảng như làm ở xa ở Campuchia rồi thì đem về, xa quá đem về, còn gần ôm con theo hết trơn à, không cho mẹ giữ, nói mẹ giữ cực, thứ nhất mẹ cực, thứ hai nữa nhớ con chịu không nổi. Không cho bà nội giữ, nội cũng nhớ cái cháu chứ bộ. Dạ cũng thử rồi đó, cũng thử gửi về cho mẹ khoảng chừng được nửa tháng là nhớ quá rồi cũng đi về xách lên à. Nếu cái gì mẹ không thích thì mẹ hay la lớn tiếng như lắm, và Châu nghe được cái chuyện đó Châu cũng rất là bỡ ngỡ. Rồi cái vấn đề mà mình cảm thấy nó khó khăn nhất là vấn đề ở cử, nó gây cho hai mẹ con một cái như là một cái sự khó chịu. Mẹ thì chăm sóc con cháu theo cái cách ở dưới quê, còn Châu thì đọc trên mạng trên đồi có những cái cách mà nó chăm sóc bà mẹ sau sinh nó hiện đại hơn đó. Hai người bị mâu thuẫn về cái vấn đề mà chăm sóc sau sinh như vậy, không cãi nhau lớn tiếng nhưng mà cảm giác khó chịu, cảm giác như vợ không có thích cái việc đó và không có dám nói với mẹ, và Châu cảm giác như bị stress trong những cái ngày đầu sau sinh đó. Một cái vấn đề nữa đúng là sau khi sinh thì giữa mẹ chồng với nàng dâu là nó xảy ra nhiều cái bất cập. Mẹ chồng thì theo phong cách cái cách chăm sóc của những người ở dưới làng quê đó, nó đơn giản. Còn Châu thì mới sinh bé đầu tiên cho nên là cái kinh nghiệm nó vẫn còn rất là thiếu thốn, không biết cách nào để mà cho bé bú mà là không khóc nữa đó, thì xảy ra cáu gắt và thường hay la nạt bé. Lúc mà bé không ăn hoặc là ép dữ lắm không ăn thì bắt đầu gào khóc lên, thì cảm thấy khó chịu và nạt quát. Đó cũng là một cái tính mà xấu của Châu. Những lúc đó mình giận lắm, mẹ thấy vấn đề đó mà mẹ cũng không có đồng ý lắm. Lo con trước mặt mẹ chồng vậy sao em? Dạ đâu có đâu. Thôi chồng em mới nói đó. Em gình gình la ở đâu mẹ ra mẹ xuất hiện bất tử. Xuất hiện bất tử luôn hả? Lúc con giận không? Thấy la cháu mình giận không? Không có giận mà la lại con dâu. Phải la lại con dâu rồi. Em nó còn nhỏ lắm, nó không biết gì đâu. Nếu con có muốn cho em ăn thì con cũng phải nhỏ nhẹ với em, chứ con nạt nổi em đâu ăn được. Thôi để đó mẹ. Chiêu cô là gì vậy cô? Nhiều khi cô ngồi cô hát, cô hát cho em bé nó nghe vậy đó, tự ăn luôn. Chuyện chăm sóc á, chuyện mâu thuẫn mời cô thì cô muốn chăm sóc theo kiểu mà truyền thống của ông bà mình ngày xưa. Còn với Châu, Châu muốn chăm sóc theo kiểu hiện đại mới thì cái chuyện đó có khi nào tranh cãi không cô? Không có tranh cãi, nhiều khi cũng phạt ý, cũng phạt ý con dâu. Mà thì mẹ chồng mới nói là con phải nghe lời mẹ. Để ra ngoài tháng rồi con muốn làm gì làm, chứ còn bây giờ trong tháng này để cho mẹ chăm sóc chứ. Nếu vậy thì mày buồn mày đi về, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Chú có sợ vậy thôi chứ cũng lòng cũng tức đúng không? Có vậy biết sao có tức không rồi, dạ, trong lòng mình cũng biết. Không chăm tức. Em sao em lo gì? Có những cái ví dụ như là những cái giống như là trời thì rất là nóng mà em thì em muốn mở quạt, mà mẹ thì mẹ lại không cho mở quạt. Mẹ sợ là gió nhiều rồi em bị bệnh thì không có cho mở quạt, mà em thì em rất là nóng mà em thấy là nó đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì xong rồi cái em cứ lén mở quạt. Em mở quạt lên cái tới chừng em nằm thiêu thiêu ngủ cái mẹ vô cái mẹ tắt quạt. Cái em hồi nóng quá cái mở quạt cái mẹ vô mẹ tắt nữa mà mẹ làm hoài vậy đó. Tới sáng vậy đó. Tới sáng luôn vậy đó. Đúng á, mẹ cũng nghĩ đúng á. Nhưng mà cứ thổi quạt vài bé hoài cũng bị bệnh đó. Thế là mình có thể mình chịu khó mình quạt cho nó quay một thời gian ngắn thôi. Mấy lần sau em mở là em chĩa lên trên trời không à? Chứ em không có chĩa xuống đất. Trên trời mở chi? Tại vì do cái hơi gió được rồi. Lên trời sao hơi đâu nó xuống dưới đây? Nó đụng trần nhà nó bạc xuống. Trời ơi. Hai mẹ con có cách nào dung hòa cái chuyện mà giữa truyền thống với hiện đại vậy không cô? Thì ý ban Châu thì thích như vậy, chứ mà cô cũng làm theo ý của cô. Thì cô giải thích là sau này ban Châu cũng hiểu được và cũng nghe theo lời.
Sợ, sợ trước công chúng, sợ xấu là phải ráng làm. Thôi rồi, rồi, để xem ông xã của em muốn sự thay đổi gì giữa hai mẹ con nha. Mẹ có thể nào mẹ sửa được cái tật lớn tiếng của mẹ chút xíu được không? Những cái gì ví dụ như mình giận quá rồi thì mình có thể nói lại với con hoặc là với vợ con. Mong vợ thay đổi một chút xíu, đó là cái vấn đề chi tiêu. Mình mua quần, mua áo, sắm sửa này cho con là đúng. Nhưng mà nó phải phù hợp và nó không có bị lãng phí. Thông qua chương trình thì con cũng xin được nói một cái lời này với mẹ và vợ. Mình không có thời gian để mà chia sẻ với nhau nó nhiều. Có gì không vừa ý nhau thì cứ nói thẳng với con và nói thẳng với vợ, để gia đình mình chia sẻ, thấy được cái sai và cái đúng trong đó, để mà cái tình cảm gia đình nó vẫn được như thế này và trở lên. Cô có muốn sự thay đổi gì ở con dâu của mình hay không? Cũng thấy bình thường chứ không có gì là không hợp hết. Chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi điều gì đó không? Dạ thì con cũng mong muốn là mẹ mốt ví dụ như mẹ không vừa ý tụi con chuyện gì á, cái mẹ nói đi rồi xong tụi con sẽ sửa, chứ mẹ đừng có la. La cái làm tạo thêm áp lực nữa. Ví dụ như mà mơ mốt mà con mà có sanh thêm đứa nữa ha. Con vẫn chấp nhận ở cử, vẫn chấp nhận làm theo những cái, nhưng mà ví dụ như cái nào mà nó phản khoa học quá thì mẹ bớt chúng con. Ví dụ như tao không tắm tháng hả? Nó nói cho lố, cho không tới đâu. Nó sợ, nó tính vậy chứ còn đâu mà tới tháng. Rồi tao tính từng ngày, không có tắm nó khó chịu lắm chứ bộ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn Linh. Em hứa điều gì để cho mẹ cho chồng có thể vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn? Dạ con hứa với mẹ là từ đây về sau á, ví dụ như con mà có muốn mua cái gì á thì con sẽ nhớ tới cái lời của mẹ, bớt lại. Cái để mà nếu mà không nghe lời mẹ, mẹ la to là giật mình nè. Rồi mẹ có hứa gì với con dâu không? Rồi sau này sẽ nói nhỏ cho con dâu bớt sợ. Rồi hai mẹ con ôm nhau thế nào? Rồi cảm ơn hai mẹ chồng nàng dâu đến tham dự chương trình, gửi tặng một kỷ niệm của chương trình nha. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, chúc cho hai vợ chồng hạnh phúc và phát triển trên con đường nghệ thuật.